Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 6 Tập Kích Sáng sớm 7 ngày sau, Tần Hoan đi ra khỏi Tây Hậu Viện cùng với Phục Linh, đám hạ nhân Tần Phủ Trốn ở phía xa nhìn lại, vừa tò mò vừa hơi hoảng sợ nhìn hai người họ. Pháp sự đã làm liên tiếp 7 ngày, Cửu tiểu thư vẫn còn bình yên vô sự kìa, chứng tỏ cửu tiểu thư đã thực sự sống lại à. Đúng vậy rồi, nếu như thật sự là yêu ma quỷ quái đội lốt thì đã sớm bị nhóm cao tăng kia thu phục rồi. Ta thấy không phải bị yêu quái quấn thân, mà chính là Bồ Tát hiện thế mới đúng, Phục Linh chính là đã được cửu tiểu thư cứu sống. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Phục Linh khẽ hừ một tiếng. Tiểu thư rõ ràng không hề chết. Vậy mà bọn họ cứ khăng khăng nói tiểu thư đã chết, lúc tiểu thư tỉnh dậy lại còn cố tình nói yêu quái quấn thân để bôi nhọ tiểu thư, bây giờ thì tốt rồi, pháp sự đã làm xong, bọn họ cũng nên ngậm miệng rồi. Chịu đựng cấm túc 7 ngày, cuối cùng Tần Hoan cũng bình tĩnh tiếp nhận thân phận cửu tiểu thư Tần phu. Việc cấp bách bây giờ chính là điều tra rõ ràng vị cửu tiểu thư này vì sao mà chết. Nhưng điều khiến cho nàng thấy ngoài dự tính nhất chính là trong 7 ngày này lại không có bất kỳ người nào đến dò hỏi tình hình. Chẳng lẽ hung thủ kia không sợ nàng tỉnh dậy rồi nói ra chân tướng sao? Hôm nay tần hoan mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài chỉ dùng một cây châm đơn giản vấn lên, cả thân người chìm trong ánh nắng ban mai, khí chất giản dị trang nhã, mặt mày sáng ngời như ánh trăng, nàng không hề nhiều lời, chỉ nói khẽ. Em nhắc lại chuyện hôm đó một lần nữa cho ta nghe. Phục Linh hơi đau lòng, tiểu thư nhà nàng đúng là không nhớ rõ chuyện lúc trước rồi. Hôm đó tiểu thư dùng cơm trưa xong, từ trước khi nghỉ trưa nửa canh giờ cho đến chiều, người nghe nói hoác công tử vào phủ nên tâm tư hơi loạn. Thế nhưng hoác công tử vào phủ chỉ để nói chuyện với đại thiếu gia và nhị thiếu gia, cũng không gặp chúng ta. Lúc ấy trong lòng tiểu thư buồn bực, cho nên cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu. Ăn cơm xong bỗng nhiên tiểu thư nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Phục Linh tự trách nói: Cũng tại Nô Tỳ, lúc đi cùng tiểu thư ra ngoài lại quên mang theo áo choàng, hôm ấy khi đêm xuống thì tiết trời hơi lạnh, Nô Tỳ đi cùng tiểu thư đến chỗ hồ sen thì đột nhiên gió nổi lên, trời lại lạnh hơn một chút. Nô Tỳ vốn định nhắc tiểu thư quay về, nhưng không biết tại sao tiểu thư lại muốn nán lại bên cạnh hồ sen một lúc, vậy nên Nô Tỳ để cho tiểu thư chờ mình quay về lấy áo choàng thời gian nô tỳ rời đi còn chưa đến nửa ly trà thế nhưng lúc quay lại lại không thấy tiểu thư đâu nữa phục linh nói xong sống mũi hơi chua lúc ấy nô tỳ rất lo lắng tiểu thư vốn nhát gan giữa đêm khuya lại đứng ở bên cạnh hồ sen chỉ lơ là một chút là rơi vào trong hồ rồi nô tỳ vội vàng đi tìm xung quanh hồ sen một vòng nhưng không tìm thấy tiểu thư sau đó nghĩ rằng tiểu thư tự đi về rồi nên nô tỳ quay về tìm lần nữa nhưng về rồi cũng không thấy tiểu thư đâu Nô Tỳ tì tìm suốt đến lúc sau nửa đêm thì trên trời bắt đầu đổ mưa xuống, Nô Tỳ không còn cách nào khác, đành phải đi tìm quản gia. Thế nhưng lúc Nô Tỳ đến viện của quản gia thì bị người ta cản lại ở bên ngoài, Nô Tỳ quá hoảng sợ nên quỳ gối bên ngoài viện quản gia cầu xin, quỳ tận hơn nửa canh giờ. Tính tình phục linh lương thiện hoạt bát, thế nhưng khi nói đến đây nàng cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Từ đầu đến cuối quản gia đều không hề lộ diện đến tận lúc trời sắp sáng rồi mới đột nhiên có người nói tiểu thư nhảy xuống hồ rồi. Sự việc đã qua được 8 ngày, nhưng lúc kể lại hốc mắt Phục Linh vẫn đỏ ửng. Lúc ấy nô tỳ cảm thấy như trời sập xuống rồi. Tần Hoan vỗ vỗ mờ u bàn tay chấn an nàng. Sau đó ta được người ta vớt lên, rất nhanh được đưa vào linh đường. Vâng. Phục Linh khịt khịt mũi. Lão phu nhân nói là điềm gở, mời các sư phụ đến làm pháp sự một ngày, chuẩn bị để sáng sớm ngày hôm sau mang tiểu thư ra ngoài hạ táng. Tần Hoan trầm tư nheo mắt dây lát. Em nói hồ sen chính là ở chỗ này sao? Hai người vừa nói chuyện vừa đi về hướng nam, đi đến chỗ có một hồ sen rộng khoảng 10 trượng vuông, khoảng 33 mét vuông. Cuối hạ đầu thu, lá sen tươi tốt phủ đầy mặt hồ, gió mát thổi nhẹ mang theo hương sen lan tỏa ra khắp nơi. Ở chính giữa hồ có một nhà thủy tạ nho nhỏ, được bao xung quanh bởi hoa sen, còn có một cây cầu dẫn qua tròi nghỉ mát ở phía đối diện. Đúng vậy, lúc đó tiểu thư đứng ở bên cạnh cầu. Phía bắc của hồ sen này chỉ có một con đường nhỏ bằng gỗ vây quanh hồ, hành lang của thủy tạ đều ở phía nam, mà tần hoan đi từ phía bắc đến, cũng đứng ở hành lang phía bắc. Hồ Bán Nguyệt ở chỗ nào? Đột nhiên Tần Hoan hỏi. Phục Linh khó hiểu trả lời. Hồ Bán Nguyệt ở phía Nam, lúc ấy nghe nói tiểu thư nhảy hồ, em còn nghĩ sao tiểu thư lại đi sang bên đến tận bên đó, thân phận chúng ta như vậy, tiểu thư lại không muốn gây ra chuyện rắc rối gì nên nếu có đi thì cũng chỉ đi đến đoạn hồ sen này thôi. Điều này chứng minh bản thân Tần Hoan không hề tự mình đi qua đó. Tần Hoan thầm nghĩ trong lòng như vậy, rồi nói với Phục Linh. Dẫn ta qua đó xem xem hai người đi men theo hành lang cầu đi qua hồ sen, đi đến một ngọn núi giả, bên cạnh núi giả có một đỉnh nghỉ mát, phía sau đỉnh nghỉ mát này lại là hai tòa nhà có mái hiên cong. Cứ thế đi thẳng, Hàn Hoan đã nắm được kha khá. Phía trước chính là tam phòng của tần phủ Cẩm Châu, phủ trạch cực kỳ xa hoa, mười bước có một cảnh, năm bước có một lầu, rộng rãi lịch sự tao nhã, tất cả đều được bày trí rất tâm huyết cực kỳ có phong thái của chủ nhân dòng dõi quý tộc. Lại đi thêm thời gian khoảng nửa ly trà nữa mới đến hồ bán nguyệt. Hồ cũng như tên gọi, hình dáng nửa vầng trăng, hai bên mép hồ trồng hoa và cây cảnh xanh tốt, tiếp đến là hai mảnh rừng trúc nhỏ lẳng lặng bao quanh. Lúc này ở bên hồ cũng không có ai. Ngẫu nhiên gặp vài tên đầy tớ nhưng họ cũng chỉ nhìn lén vài lần rồi lại vội vàng tránh đi mất hiển nhiên chuyện tần hoan chết đi sống lại vẫn còn khiến người ta hoảng sợ. Tiểu thư có nhớ không, từ chỗ này đi tiếp về hướng nam, bên trái là chỗ ở của các vị thiếu gia tiểu thư, còn bên phải là chỗ ở của các di nương, lão phu nhân ở Phật đường phía đông, lão gia và phu nhân ở chủ viện đằng trước. Phục Linh chỉ trò qua quýt, tần hoan chỉ nhìn rồi đi mà không nói gì, chỉ hỏi. Hôm đó ta được vớt lên ở đâu? Phục Linh vội vàng đi hơn 10 bước về phía trước. Chỗ này, chính là chỗ này. Chỗ đó có một tảng đá huyền vũ khổng lồ, một nửa nằm ở trong hồ, còn một nửa trên bờ. Nếu đứng ở trên tảng đá thì có thể nhìn ra khắp cảnh hồ, vậy nên Tần Hoan đang định trèo lên trên. "Tiểu thư, đừng qua đó." Trong lòng Phục Linh vẫn còn sợ hãi, Tần Hoan lại lắc đầu ra hiệu mặc dù nàng không nói chuyện nhưng khí thế quanh thân tỏa ra khiến cho người khác không thể phản bác hay nghi ngờ phục linh sửng sốt không dám khuyên nàng nữa thế nhưng đứng nhìn tần hoan trèo lên phục linh vẫn rất hoảng hốt tiểu thư nhà nàng khác với trước đây rất nhiều rồi nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn trước mặt tần hoan nhíu mày hồ nước này cực kỳ sâu đúng thực có khả năng làm cho người ta chết đuối nhưng Tần Hoan không phải chết đuối mà là bị người ta ném xác xuống đây. Nhưng nếu từ trên tảng đá huyền vũ này ném xác xuống thì rất dễ bị người khác nhìn thấy. Vị cửu tiểu thư này chính là bị giết chết vào tối ngày 21 tháng 7, sau đó đến qua nửa đêm thì bị ném xuống hồ. Từ đó có thể kết luận, hung thủ chính là người trong tần phủ, nhưng mặc dù đã là nửa đêm thì đầy tớ trong tần phủ cũng có rất nhiều, khó có thể đảm bảo được là không bị ai nhìn thấy cho nên lúc vứt xác chắc chắn phải chọn một chỗ nào đó kín đáo. Tần Hoan ngồi xổm xuống thả tay vào trong nước, cẩn thận cảm nhận hướng của dòng chảy. Hồ Bán Nguyệt này không phải là một hồ nước lặng, trên mặt hồ nhìn như yên ả thế nhưng đáy hồ nhất định có mạch nước ngầm, có thể đẩy thi thể trôi đi. Một lúc sau, Tần Hoan nhìn về bên rừng hoa bên vệ hồ, cách tảng đá huyền vũ khoảng 7, 8 trường đó là một mảnh rừng hoa dâm bụt, mùa này thì hoa đã tàn, chỉ còn lá xanh um. Tần Hoan đứng dậy, bước từng bước qua bên đó. Phục Linh Địch đi theo nhưng mới đi được hai bước thì Tần Hoan nói: "Em chờ ở chỗ này đi." Lúc suy nghĩ về tình tiết vụ án, Tần Hoan không muốn người khác quấy rầy, ngay cả tiếng bước chân cũng không được. Tình cảnh của cửu tiểu thư đáng thương, tính tình cũng nhát gan lại là người không thích gây chuyện chốt phiền toái, cho nên làm sao nàng có thể bị người ta giết chết. Lại nói nàng bị giết ở chỗ nào? Có phải ở chỗ rừng hoa dâm bột này hay không? Quần áo nàng mặc lúc đã đã bị thay ra thiêu hủy đi rồi, chỉ dựa vào những vết thương trên người tạm thời không tìm ra manh mối gì. Vết chảy ra này thì va quệt với bất kỳ bề mặt thô giáp nào cũng có thể gây ra rồi. Tần Hoan nhìn chăm chú về mặt hồ xanh biếc này đây là nơi phát hiện thi thể chắc chắn sẽ có manh mối mặt trời dần nhô lên từ phía chân trời ánh nắng cũng theo đó mà sáng rõ lên tần hoan đi đến một mảnh rừng hoa khác ở bên hồ ánh mắt đảo qua lại như mũi tên nhưng trước mắt cũng không phát hiện có điều gì lạ tần hoan chưa từ bỏ ý định hơi nghiêng người nhìn xuống đáy hồ tần hoan đang chăm chú tìm kiếm một bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau lưng nàng Tần Hoan tưởng rằng đó là phục linh, theo bản năng xoay người lại để nói chuyện, thế nhưng vừa mới xoay lại thì đã có một đôi tay hung ác đầy nàng xuống nước. Chương 7, tỉ muội. Ha 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 ha. Ồm. Một tiếng vang lên, nước hồ lạnh buốt thấu xương lập tức tràn vào đầu óc Tần Hoan, nàng bất ngờ không phòng bị nên đã uống vào vài ngụm, trên bờ có tiếng cười bén nhọn vang lên. Cũng may mà chỗ này nước không sâu. Tần Hoan vùng vẫy vài cái rồi đứng lên. Trên người nàng ướt sũng, nước hồ chỗ này chỉ sâu khoảng đến thắt lưng, nàng vừa ho khan vừa lau mặt, sau khi định thần lại nàng thấy được kẻ vừa tập kích mình ở trên bờ, khuôn mặt kẻ đó cũng coi như thanh tú, đôi mắt nàng ta vẫn còn mang vẻ đắc ý và châm biếm. Thế nhưng cách ăn mặc của nàng ta là của hạ nhân, lúc thấy ánh mắt Tần Hoan quét qua, nàng ta hất hàm hư nhẹ một tiếng không hề có chút trột giả vì vừa làm chuyện xấu nào. Tần Hoan nhìn ngược về phía đá huyền vũ ở chỗ xa xa kia, tiếng cười vừa rồi đúng là truyền đến từ bên đó. Lúc này trên đá huyền vũ có bảy, tám người đang đứng, nổi bật nhất là hai thiếu nữ ăn mặc hoa lệ dươm già. Một người tay cầm quạt tròn, đang dùng quạt che miệng cười đến mức toàn thân run rẩy. Còn Phục Linh thì lại đang quỳ dưới đất, bị hai kẻ hạ nhân kìm kẹp từ phía sau lại còn bị bịt miệng đánh lén thì cũng đánh xong rồi thế nên hai kẻ thị uy kia hài lòng thả phục linh ra phục linh nước mắt rơi lã chã nức nở tiểu thư tần hoan hơi nhếch môi là nàng sơ xuất rồi vừa rồi tập trung quá mức nên có người đến đây cũng không phát hiện thật sự là quá đáng thương rồi không ngờ lại rơi xuống hồ kìa Người đang nói chuyện mặc một bộ váy áo hình hoa mơ trắng, mặt tròn mắt to, thân thể thấp bé đẫy đà, chính là người vừa mới cười lớn tiếng, nàng ta hơi ngừng lại một chút rồi nói. Tỷ tỷ, chúng ta qua đó nhìn xem, dáng dấp này của nàng ta trông thật thú vị. Nói xong cả hai đều là lướt đi đến. Sau lưng mỗi người lại có hai hạ nhân đi theo, Phục Linh vẫn còn bị bọn họ khống chế. Tiểu thư, lục tiểu thư, cửu tiểu thư đây là cảm mến hoắc công tử không được nên lại muốn nhảy hồ đó. Ngũ tiểu thư, lục tiểu thư. Tần hoan nheo mắt, mấy ngày nay Phục Linh đã nói đến, ngũ tiểu thư tần tương, lục tiểu thư tần xương, là hai người thích bắt nạt cửu tiểu thư nhất trong phủ Tuy rằng ở bên cạnh hồ mực nước còn nông, thế nhưng chỉ cần tiến tới đằng trước một chút thì cũng cao quá đầu tần hoan rồi tỉ mũi hai người này căn bản không hề đặt sinh tử của nàng vào trong mắt. Đáy mắt tần hoan chợt lóe lên vẻ bén nhọn, chậm rãi siết chặt bàn tay. Kẻ vừa nói chuyện là Vãn Hà, nô tỳ thiếp thân của tần tương. Tần Sương vừa nghe thấy lời này liền cười lạnh. Chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như vậy, cũng chẳng chịu ngấm lại mà xem, hoác ca ca là công tử chi phủ, người ta mà thèm để ý đến con hàng như nàng ta sao bọn hạ nhân đôi nhau nịnh hót, Tần Sương cùng Tần Tương đi đến trước mặt nàng. Giọng nói Tần Sương vừa ẩm ý vừa sắc bén lại hống hách, Tần Tương chỉ cười mà không nói gì, nàng mặc bộ váy áo màu tím xếp nếp ngang ngực, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt híp dài, nàng dùng ánh mắt tràn đầy cảm giác yêu việt cao cao tại thượng nhìn về phía Tần Hoan. Cứ như nàng và Tần Hoan là người của hai thế giới. Hai tỷ muội này đúng là không có ai khiến cho người khác yêu thích lúc hai người tần sương vừa bước đến hạ nhân vừa đánh lén tần hoan ban nãy liền bước sang bên cạnh hai bước nhìn thấy tần hoan đứng bất động trong nước tần sương hùng hổ đi đến bên cạnh hồ chán ghét nói sao ván tình lại không ra tay nặng một chút chẳng phải nàng ta muốn chết sao khiến cho nàng ta đi chết là được rồi bồ tát hiện thân cái quái gì nhìn dáng vẻ chó rơi xuống nước này của nàng ta cũng xứng sao tần sương mắng chửi ác độc nhưng nàng ta không ngờ được rằng tần hoan lại dám nhìn thẳng vào mình mà không chỉ có nhìn thẳng ánh mắt của tần hoan sâu không thấy đáy khiến cho tần sương chợt dùng mình tần sương ưỡn ngực ngươi nhìn cái gì ngươi chính là tang môn tinh bám chặt lấy nhà chúng ta không đi đã thế lại không biết xấu hổ mà thèm muốn hoác ca ca ngươi nghĩ là cái trò nhảy hồ đó của ngươi có thể khiến hoác ca ca nhìn người nhiều hơn một chút ư trong mắt hoác ca ca ngươi chỉ là bùn lầy dưới chân. Chẳng phải muốn tìm chết à? Sao ngươi không tiếp tục đi chết đi, cái đồ tang môn tinh, đồ sao chổi. Cả người tần xương đều nghiêng về phía trước, nàng ta chỉ hận không thể dùng nước bọt của mình dìm chết tần hoan. Gió ban mai thổi bay tơ lụa trên eo nàng, tơ lụa tung bay gần như phủ lên mặt tần hoan. Tần hoan bình tĩnh nhìn tần xương đang bận phun nước miếng, nàng giơ tay lên kéo mạnh một cái. á, à? một tiếng hét chói tay, thân thể mập mạp của tần xương bị mất khống chế ngã nhào vào trong hồ. nàng ta ngã cắm đầu xuống hồ trông cứ như một con cá béo mập đang quẫy đuôi. mãi một lúc sau mới đứng được dậy. tần xương bị sặc nước đỏ cả mắt, toàn thân ướt đẫm, tóc tai tung ra dính vào mặt. nàng ho sặc sụa vài tiếng, không thể tin nhìn sang tần hoan. Người này, người này sao lại dám đối xử với nàng như vậy? Tần Sương vừa giận vừa tủi uất ức, run rẩy chỉ chỉ vào mặt Tần Hoan. Hạ nhân Tần Phủ đứng trên bờ cũng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Tần Hoan, ngay cả Tần Tương cũng choang váng. Đám người này xưa giờ đều cùng nhau bắt nạt Tần Hoan, lần nào cũng khiến cho Tần Hoan mình mẩy đầy thương tích môi buông tha mà tần hoan thì một chữ cũng không dám kêu la ngày xưa kia bây giờ lại vừa mới túm tần sương kéo xuống hồ ta muốn chết nhưng diêm vương gia không thu nhận ta ngươi đoán xem ông ta có thu nhận ngươi không tần hoan nhìn chằm chằm vào tần sương giọng nói u ám lạnh lẽo tần sương nghĩ đến tần hoan vốn là người vừa chết qua một lần liền sờn gai ốc nàng vội vàng buông món tay vừa chỉ vào tần hoan kia xuống không dám mắng thêm một chữ nào nữa Tần Hoan thấy thế liền sách váy chậm rãi bước lên bờ. Nàng vừa động, người trên bờ liền lùi về sau. Chuyện nàng chết đi sống lại đã mang theo tà khí, hơn nữa nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy lại dám túng tần xương xuống nước, cho nên đám người trên bờ tự nhiên cảm thấy trên người nàng toát ra một loại sát khí khiến người ta hoảng sợ. Nếu như thực sự chọc giận nàng, liệu nàng có phát điên lên giết bọn họ hay không? ngay cả tần tương cũng lùi về sau hai bước phức tạp đánh giá tần hoan vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc tần hoan chẳng thèm liếc mắt nhìn tần tương lấy một cái nàng chỉ đi thẳng về phía phục linh phục linh cũng ngây người tiểu thư nhà nàng biết phản kích rồi hả nhìn thấy tần hoan đi đến hai hạ nhân đang khống chế phục linh vội vàng buông nàng ra rồi lùi về sau tần hoan khẽ nói chúng ta về thôi Phục Linh còn chưa kịp khô nước mắt đã tỉnh hồn lại, đứng dậy chạy đến đỡ Tần Hoan, sau đó xoay người đi về phía Tây hậu viện. Ở đây có nhiều người như vậy thế nhưng chỉ dám đứng chơ mắt nhìn hai người nàng càng đi càng xa, không một ai dám gây khó dễ nữa. Tần Sương sững sờ đứng trong hồ, bỗng nhiên oa. Wow. Một tiếng khóc ầm lên. Sau khi về đến Tây hậu viện, tay Phục Linh càng lúc càng run vừa đóng cửa viện lại nàng liền lo lắng nói. Tiểu thư, lục tiểu thư mặc dù không phải là con vợ cả thế nhưng cũng được phu nhân cực kỳ yêu chiều, liệu phu nhân có phạt chúng ta không? Ván tình là nô tỳ của ai? Tần Hoan không đáp chỉ hỏi. Phục Linh sừng sốt, lát sau mới bừng tỉnh. À, ván tình là nô tỳ thiếp thân của lục tiểu thư. Lão phu nhân vốn là định để chuyện của tiểu thư chuyện lớn biển thành chuyện nhỏ, Vậy mà bọn họ lại dám đẩy tiểu thư xuống hồ lần nữa, bọn họ đúng là vô lý mà. Phục Linh nhìn bóng lưng kinh diễm của Tần Hoan, nhất thời kích động nói không lên lời. Tiểu thư nhà nàng, bây giờ đã không còn là tiểu thư đơn thuần nhát gan dễ bị người ta bắt nạt trước kia nữa rồi. Đi tìm cho ta bộ y phục sạch sẽ đến đây. Tần Hoan vừa phân phó, Phục Linh vội vàng đi tìm. Nước hồ rất lạnh tiểu thư nhà nàng đã rơi xuống hồ một lần rồi thân thể vẫn còn yếu, lần này lại rơi nữa rất có khả năng sẽ bị bệnh. Phục Linh đi vào trong phòng, tần hoan lại đi đến ngoãn các, nàng buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn đang giữ váy kia ra. Xoạch Một tiếng, từ trong làn váy nhăn nhúm hỗn loạn kia rơi xuống một nhánh cây. Đó là một đoạn trúc vẫn còn tươi dài khoảng ba tấc, do bị ngâm nước lâu ngày nên màu xanh đậm đã biến thành xanh nhạt không lâu sau Phục Linh đã mang quần áo khô đến. Mới ra đến nơi đã nghe tiếng Tần Hoan hỏi. Trong phủ có rừng trúc tím nào không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 8, xuất phủ. Rừng trúc tím. Phục Linh trợn tròn mắt. Tiểu thư hỏi rừng trúc tím làm gì? Thấy thần sắc Phục Linh kỳ quái, Tần Hoan thoáng do dự. Ta nhớ mang máng trong phủ có rừng trúc tím mà lại không nhớ ra nó nằm ở đâu phục linh khẩn trương nói trong phủ đúng là có một rừng trúc tím ở góc phía đông bắc trong nội viện nhưng địa phương đó là cấm địa của phủ tiểu thư nghìn vạn lần cũng đừng đi đến đó tần hoan nhướng mày cấm địa em nói về cái này xem phục linh liếc mắt ra cửa sổ một cái rồi khẽ nói tiểu thư cũng biết lão gia trong phủ chúng ta phong lưu đa tình có cực kỳ nhiều di nương trong phủ có lời đồn rằng 8 năm trước nhị di nương thắt cổ tự tử bên trong rừng trúc tím kia. Ngày trước rừng trúc chính là một quang cảnh rất đẹp trong phủ, nhưng từ sau đó nơi này trở thành cấm địa, còn có người nói ở đó có ma quỷ lộng hành nữa. Phục Linh dùng mình. Bây giờ đừng nói các chủ tử, ngay cả hạ nhân cũng không dám đi vào trong đó. Mấy ngày trước Phục Linh đã từng nói qua, gia chủ tam phòng tần an của Trung Dũng hầu phủ trời sinh tính phong lưu nạp vào không ít thiếp thất hiện giờ trong phủ đã có bốn vị di nương tần hoan nghe đến đây liền nhíu mày bỗng nhiên nhịn không được hắt hơi một cái phục linh vội vàng kéo tần hoan tiểu thư mau mau thay quần áo ướt ra thân thể người hiện tại đã bị giày vò không chịu nổi rồi ngũ tiểu thư và lục tiểu thư thật sự độc ác mà biết rõ tiểu thư vừa mới rơi xuống hồ mà hôm nay lại còn có thể trêu chọc tiểu thư như vậy Tần Hoan nghe lời Phục Linh cứ thế đi vào trong phòng thay quần áo, suy nghĩ lại chưa từng dừng lại. Đoạn cành trúc kia màu xanh lục nhạt, vòng quanh đốt trúc có chấm tím lốm đốm, đây chắc chắn chính là trúc tím. Phục Linh nói rừng trúc tím ở góc đông bắc trong nội viện. Từ góc đông bắc đi đến hồ bán nguyệt khoảng cách rất xa, không thể có khả năng tự dưng có một nhánh trúc tím xuất hiện dưới đáy hồ rất có khả năng là bị đem qua đây cùng với thi thể của Cửu tiểu thư. Chẳng lẽ Cửu tiểu thư là bị giết ở trong rừng trúc tím kia? Cửu tiểu thư vốn nhát gan, làm sao lại có thể chạy đến khu cấm địa lại còn bị đồn là có ma kia chứ? Nghi vấn trong lòng Tần Hoan càng lúc càng nhiều, nhưng nàng lại không có cách nào đi đến rừng trúc để xem xét tình hình. Thứ ngất, nàng vừa mới được giải trừ cấm túc, chạy đến hồ Bán Nguyệt cũng không sao. Nhưng nếu như lại chạy tới rừng trúc. Nếu như cử tiểu thư đúng là bị giết đó, việc này nhất định sẽ khiến cho hung thủ hoài nghi. Thứ hai, Phục Linh chắc chắn sẽ không để cho nàng đi. Mấy ngày nay có người nào ở bên ngoài dò xét chúng ta không? Thay y phục xong, Tần Hoan tựa vào giường nhỏ gần cửa sổ hỏi Phục Linh. Phục Linh đang pha trà, nghe thấy thế liền hừ nhẹ một tiếng. Có nhiều lắm mấy hôm trước lúc còn chưa làm xong pháp sự, nô tỳ đến cửa viện lấy đồ ăn. Lưu Đại Nương dưới phòng bếp còn hỏi người như thế nào rồi. Nô tỳ nhìn thấy gió rành rành, phía sau lưng bà ấy còn có cả một đám người hóng chuyện. Tần Hoan ho nhẹ hai tiếng. Vậy em trả lời thế nào? Phục Linh thở dài. Nói ra thì trong phủ này cũng chỉ có Lưu Đại Nương đối xử với chúng ta tốt một chút. Em cứ nói sự thật thôi nói là tiểu thư trải qua chuyện lần này tuy là tìm được đường sống trong chỗ chết thế nhưng hình như bị tổn thương ở đầu không nhớ được chuyện gì nữa rồi tần hoan giật mình chẳng trách mấy ngày nay không thấy hung thủ có động tĩnh gì hóa ra là vì nguyên nhân này có thể hung thủ cũng cho rằng nàng không còn nhớ gì nữa nên mới nới lỏng cảnh giác như vậy ngược lại lại khiến cho nàng có nhiều thời gian dư giả hơn khổ 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 Tần Hoan nhớ lại, lại không nhịn được ho khan mấy tiếng, đáy lòng nàng nghĩ không xong rồi, nàng bị cảm lạnh rồi. Mới có một lúc mà tiểu thư ho nhiều thế, chắc chắn là bị bệnh rồi. Phục Linh căng thẳng hẳn lên. Bây giờ nô tỳ đi cầu lưu đại nương, để lưu đại nương giúp chúng ta đến chỗ sư phụ phát thuốc trong phủ xin ít thuốc. Chỉ có điều, có điều thuốc trong phủ rất đắt, đồ mà phu nhân để lại cũng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Tần Hoan nghe đến đây liền nhớ mày, hạ nhân trong phủ này lại có thể vơ vét đồ tốt từ trên người chủ tớ hai nàng như vậy sao? Không thể xuất phủ mua sao? Phục Linh cười khổ. Nô tỳ thiếp thân của ngũ tiểu thư và lục tiểu thư đều có thể xuất phủ, nhưng nô tỳ và tiểu thư có muốn đi ra cũng đều bị ngăn lại. Chuyện đó cũng từ hai năm trước rồi, từ đó trở đi tiểu thư không hề nhắc đến chuyện xuất phủ nữa, chúng ta thực sự còn chẳng bằng hại nhân. Sắc mặt Tần Hoan trầm xuống. Ngay cả cửa phủ cũng không cho ra. Phục Linh bắt bình thay Tần Hoan. Mấy năm nay tiểu thư tới Tần phủ, số lần xuất phủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai năm đầu tiên thì vào những ngày Tết, tế tổ hay lên chùa dâng hương thì lão phu nhân vẫn mang tiểu thư đi theo, nhưng hai năm nay hình như đã quên mất tiểu thư rồi. Tần Hoan đứng dậy, bắt đầu vấn tóc mình lên. Phục Linh ngơ ngác nhìn Tần Hoan. Tiểu thư đây là muốn ra ngoài mua thuốc. Đừng nói muốn ra ngoài mua thuốc, tỉnh dậy nhiều ngày như vậy rồi, nàng cũng nên đi xem cầm Châu Thành này rồi. Phục Linh không ngờ rằng Tần Hoan đã nói là làm, lúc nàng lấy lại tinh thần thì Tần Hoan đã mặc xong áo choàng đi ra bên ngoài rồi. Phục Linh vội vàng đuổi theo, mặc dù bản thân có chút lo lắng không yên, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tần Hoan thì bất an trong lòng nàng liền tiêu tán hết chỉ còn lại chốt phân chấn Đi ra đến cửa viện, đi thẳng đến hướng Nam, rồi lại chuyển sang hướng Tây, chính là đi đến cửa viện ở sườn Tây. Tất cả nô bộc gia quyến của tần phủ đều xuất phủ từ cửa này. Hai người còn chưa đi đến gần cửa, thủ vệ gác cổng liền kinh ngạc sừng sốt. Chuyện tần hoan đẩy lục tiểu thư xuống bán nguyệt hồ vừa mới truyền ra, bọn hắn thế nào cũng không thể ngờ rằng cửu tiểu thư này vậy mà lại muốn xuất phủ bọn họ theo bản năng ngăn cản hai người tần hoan lại. Cầu tiểu thư, không có mệnh lệnh của phu nhân, người không được phép xuất phủ. Lão phu nhân cũng không cấm tốt ta, người lại dám chặn đường ta. Tần hoan mặc váy tơ lụa mỏng màu xanh nhạt, áo khoác bên ngoài cũng cùng màu xanh nhạt có thêu hình hoa lan. Nàng khẽ nâng cầm, ánh mắt ủ rột nhìn về phía người gác cổng trẻ tuổi, tiếng nói chuyện của nàng âm thanh cũng không quá to, nhưng mỗi một chữ đều nặng nề nện vào trong lòng người gác công. Hắn biết lão phu nhân đã giải trừ cấm túc của Tây Hậu Viện, nhưng cửu tiểu thư này từ trước vẫn an phận thủ thường trong viện của mình, hiện giờ hắn lại không đoán ra được ý của lão phu nhân. Người gác cổng do dự, lại quay sang nhìn tần hoan đánh giá. Thân hình nàng gầy yếu thẳng tắp như cây trúc, khí thế bất người tựa hồ như hắn chỉ nói thêm một câu ngăn chặn nàng nữa thôi thì đó chính là đang làm ngược lại mệnh lệnh của lão phu nhân. Người gác cổng căng thẳng, lúc này lại không biết phải xử lý thế nào cho phải. Thấy bọn họ như vậy, tần hoan cứ thế nghênh ngang đường đường chính chính đi ra ngoài. Hai người gác cổng nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Tần hoan ra khỏi cửa phủ xong rồi thì một người mới phản ứng kịp. Mau đi bẩm báo lão phu nhân. Vừa dứt lời, người gác cổng lau mồ hôi trên trán rồi nhìn về hướng Tần Hoan vừa rời đi. "Đây, đây là cửu tiểu thư nhát như thỏ đế kia sao?" Đi trên đường lớn bên ngoài Tần phủ, Phục Linh không khống chế được kích động. Vừa rồi tiểu thư thực có khí thế, làm cho bọn họ sợ đến mức không dám tranh luận. Nhưng ngày xưa tiểu thư cũng không phải thế này, tiểu thư người sao lại? Dù gì cũng đã chết qua một lần, ta không thể cứ vô dụng như trước kia mãi được. Tần Hoan trả lời một câu khiến cho Phục Linh đỏ mắt gật đầu. Tiểu thư nghĩ được như vậy thật sự là quá tốt rồi, tiểu thư đúng là có phong cách của một chủ tử chân chính rồi, có điều trước đây tiểu thư đều không thích như vậy, hôm nay lại. Hôm nay Tần Hoan đã làm hai chuyện, một là kéo Tần Sương xuống hồ, hai là mạnh mẽ xuất phù. Hai chuyện này đều hoàn toàn khác với Tần Hoan lương thiện nhát gan trước kia. Người đời đều là như vậy, thấy ngươi lương thiện sẽ càng được đằng chân lên đằng đầu, ngược lại nếu thấy ngươi hung ác thì sẽ kính nể chùn bước. Tần Hoan vừa nói vừa nhìn về phía ánh nắng chiếu xuống thành Cẩm Châu. Cẩm Châu nằm ở phía nam Đại Chu, được liệt vào danh sách những thành trì ở biên giới, nếu dùng khoái mã đi đến Kinh Thành cũng phải một tháng mới đến. Tuy vậy nhưng Cẩm Châu là một thị trấn trọng địa ở phía nam, thành trì nguy nga đồ sộ Nông Thương Phồn Vinh. Tần phủ nằm ở phía đông thành, là tòa phủ đệ phồn hoa bậc nhất thành Cẩm Châu. Từ đây phóng tầm mắt nhìn đi chính là tầng tầng lớp lớp nhà mái cong mọc lên san sát nhau, tạo thành một nét đặc trưng của thành Cẩm Châu. Dọc theo đường từ cửa Tây phủ đi về phía trước, không lâu sau đã đến một khu chợ cực kỳ náo nhiệt. Tuy nhiên Tần Hoan lại chẳng quan tâm, chỉ tìm xem ở đây có hiệu thuốc hay không nàng nhìn tới nhìn lui, lại chỉ tìm thấy tiểu lâu với tiệm trà xa hoa trắng lệ. Ngay lúc nàng đang tính xem có nên đi sang phố khác không thì chợt phát hiện ở trên con phố phía trước có rất nhiều người vây quanh. Tiểu thư, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Phục Linh tính tình hoạt bát, lại cộng thêm gần 2 năm nàng chưa xuất phủ, nên hiện tại nhìn thấy bất cứ chuyện gì bên ngoài cũng cực kỳ hứng thú thấy nàng tò mò như vậy thì tần hoan đành phải đi lên xem thử. Mới vừa đến gần đã nghe thấy một tiếng khóc đau khổ của thiếu nữ truyền đến từ giữa đám người. Lão phu nhân nhà ta tái phát bệnh, cầu xin chư vị có lòng hào tâm hãy giúp ta tìm đại phu. Tần hoan nhíu mày một cái rồi tiến vào giữa đoàn người. Chương 9, cứu người. Phục Linh chen vào giữa đám người cùng với Tần Hoan, nhìn sự việc trước mắt nàng đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh trên mặt đất là một phiến đá lạnh lẽo, trên mặt đá có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc quần áo tỷ nữ màu xanh đang quỳ, còn có một vị phu nhân lớn tuổi ăn mặc mộc mạc giản dị đang ngất xỉu nằm dựa vào ngực nàng ta. Vị lão phu nhân này tuổi khoảng hơn 60, tóc bạc đầy đầu, hai mắt nhắm chặt, hô hấp cực kỳ yếu ớt, nhìn kỹ lại một chút thì sắc mặt bà lão tái xanh cộng thêm mồ hôi lạnh trên trán, đúng thật là biểu hiện của người mắc bệnh nặng. Tỷ nữ áo xanh lo lắng ôm chặt lão phu nhân khóc lóc lúc lão phu nhân phát bệnh thì không thể động vào, cũng không được di chuyển, bây giờ chỉ có mỗi một mình tiểu nữ theo hầu hạ, tiểu nữ van cầu các vị xin hay rủ lòng thương đi tìm đại phu lại đây giúp tiểu nữ, nhất định sẽ có hậu tà. Đại phu ở gần chỗ này nhất chính là lý đại phu của nhân thọ đường, nhưng đi đi về về cũng mất gần nửa canh giờ, tiểu cô nương, nhà ngươi ở chỗ nào, đi về gọi chủ sự nhà ngươi đến đây đi. Nhìn thấy lão phu nhân bệnh nặng như vậy, mọi người ở đây dù có muốn hỗ trợ cũng sợ gặp phải phiền phức. Nghe được lời này, khóe môi tỷ nữ kia khẽ động nhưng vẻ mặt lại rất hoang mang. Nhà chúng ta nhà chúng ta ở xa. Đi như vậy chắc chắn là không kịp, xin các vị hãy rủ lòng thương giúp ta tìm đại phu nhanh một chút. Nhìn tình trạng bệnh của vị lão phu nhân này cũng hơi giống với bệnh tình của mẹ ta ngày trước, lúc đó sắc mặt mẹ ta cũng tím đen không cử động được mời đại phu đến không bằng trực tiếp đi chuẩn bị hậu sự đi. Lời này vừa thốt ra, mọi người đang vây xem đều vô thức lùi về sau một bước, tỷ nữ kia thấy vậy nước mắt lại tuôn ra như thác. Nàng chỉ là một người đi theo hầu hạ, bây giờ đương nhiên không thể bỏ lão phu nhân ở đây một mình, đại phu thì không mời được, chẳng lẽ phải dương mắt nhìn lão phu nhân tắt thở sao? Để bà ấy nằm thẳng xuống đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đám người phục linh xem đến sốt ruột nghe thấy tiếng nói này còn đang giật mình chưa phản ứng kịp thế nhưng rất nhanh sau đó nàng phát hiện tần hoan vốn đang đứng bên cạnh mình lại đi về phía trước phục linh không thể tin được trợn tròn mắt người vừa nói chuyện không phải ai khác mà lại chính là tiểu thư nhà mình tiểu thư người nhiệt tình là tốt nhưng mạng người là quan trọng nhất lỡ như không cứu được người ta, lúc đó người nhà người ta trách tội lên đầu tiểu thư nhà nàng thì biết phải làm sao bây giờ. Phục Linh lo lắng nhìn Tần Hoan, hận không thể lôi ngược Tần Hoan trở về. Đám người vây xem cũng kinh ngạc nhìn Tần Hoan, nàng ta muốn làm cái gì đây? Tần Hoan ngồi xổm xuống bên cạnh lão nhân. Đỡ bà ấy nằm thẳng xuống. Mặt đất vừa cứng vừa lạnh, tỷ nữ áo xanh kia do dự chớp chớp mắt cô nương, người. Tuổi tần hoan quá trẻ, y phục trên người trông cũng cũ kỹ giản dị, mặc dù trên người nàng toát ra khí chất bình thản trầm ổn không hợp với tuổi tác, thế nhưng tỷ nữ áo xanh kia cũng không dám tùy tiện tin tưởng nàng. Tiểu cô nương này biết y thuật. Tuổi tác còn trẻ như vậy, đừng có dại dột mà hại chết người ta. Đúng đó, sợ có lòng tốt nhưng lại gây ra chuyện xấu thì sao? Tần Hoan không để ý đến ánh mắt hoài nghi của tỷ nữ áo xanh, cũng không nghe vào tai những tiếng nghị luận xung quanh. Nàng trực tiếp cầm cổ tay lão nhân lên bắt mạch, sau đó lại áp tay vào ngực lão nhân nghe nghe trong giây lát. Lão phu nhân nhà ngươi bị bệnh phong hành hạ quanh năm, nửa năm trước bệnh tình đã nặng lên rồi, hai tháng nay phát bệnh trên năm lần, vừa rồi bà ấy đột nhiên bất tỉnh thân thể cứng đờ, lưỡi và cổ họng cũng cứng lại nên mới không nói ra lời lại nhìn từ chán đến thái dương mạch máu bị ứ khi nên chuyển màu xanh đen, đây là triệu chứng của bệnh phong đá thâm nhập vào gan. Nói xong nàng lại bổ sung thêm mấy câu. Nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không thể chậm chế. Tần Hoan nói nhỏ những ngữ điệu lại nhanh, thế nhưng tỷ nữ vẫn có thể nghe được rõ ràng. Đợi đến khi nàng nói xong thì tỷ nữ này kinh ngạc nhìn Tần Hoan, sau đó không hề do dự mà đặt lão phu nhân nằm thẳng xuống ngay lập tức tần hoan nghiêng người, tay bắt đầu ấn từ huyệt phong trì sau gáy ra đến bả vai, từ hai huyệt khúc trì tiếp tục xoa bóp dọc cánh tay 5 lần cho đến huyệt dương lăng tuyền dưới đầu gối. Cứ như vậy xoa bóp liên tục cho đến khi nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán lão nhân toát ra càng ngày càng nhiều, lúc này tần hoan mới ngẩng đầu nhìn sang xung quanh, chỗ này ở đối diện tiệm trà, tần hoan căn dặn. Đi xin giấy bút tới đây do quanh năm chăm sóc lão nhân nên khi nhìn thấy thủ pháp này của tần hoan tỷ nữ áo xanh mới hoàn toàn công nhận nàng biết y thuật không dám hoài nghi nữa tần hoan vừa dứt lời nàng chạy ngay sang bên tiệm trà chỉ trong nháy mắt đã mượn được giấy bút đem về tần hoan trải giấy xuống đất bàn tay như hoa lan nhỏ viết ra vài tên thuốc chữ của nàng là chữ khải nhìn rất xinh đẹp trong lúc nàng đang kê đơn thuốc ánh mắt những người xung quanh đều phức tạp hẳn lên. Mặc dù lão phu nhân này còn chưa tỉnh, thế nhưng nhìn bộ dáng ung dung tràn đầy tự tin mà trần bệnh của tần hoan, mọi người không dám coi thường nàng nữa. Chỉ trong vài cây chớp mắt, tần hoan đã viết xong đơn thuốc, nàng gấp gọn lại rồi đưa cho tỷ nữ áo xanh. Có thể di chuyển rồi, ngay lập tức mang bà ấy về nhà, trong vòng một canh giờ cho dùng thuốc này, thủ pháp vừa rồi của ta đã nhìn rõ chưa? tỷ nữ áo xanh gật đầu lia lịa tần hoan nhiên tiện dặn dò. Sau khi uống thuốc xong, cứ tiếp tục xoa bóp như vừa nãy, nếu như có ai biết thuận châm cứu thì dùng châm sẽ có công hiệu nhất. Nếu như trước khi trời tối lão phu nhân có thể chảy mồ hôi thêm lần nữa thì bà ấy còn có hy vọng sống, còn nếu không... Sắc mặt tần hoan nghiêm trang, giọng nói cũng trầm xuống. Nếu như không thể, trong vòng 7 ngày lão phu nhân ắt hẳn sẽ chết. Tỷ nữ áo xanh run lên, sợ hãi trợn tròn mắt. Tần Hoan nhìn lão nhân thương xót, rồi đứng dậy. Cái gì nên làm nàng đã làm rồi, tiếp theo chỉ có thể dựa vào thiên mệnh. Tần Hoan phủi phủi bụi dính trên váy, sau đó không nói thêm câu nào nữa xoay người bước đi. Phục Linh bên cạnh căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, bây giờ cũng vội vàng đuổi theo Tần Hoan. Cô nương xin hỏi tính danh cô nương phía sau còn nghe thấy giọng nói của tỷ nữ áo xanh nhưng tần hoan không quay đầu lại phục linh lại càng muốn tần hoan rời khỏi chỗ này thật nhanh mặc dù vừa rồi tiểu thư nhà nàng rất ra dáng của một đại phu nhưng nàng hoàn toàn không biết tiểu thư biết y thuật từ bao giờ nhưng nhưng nhỡ chị chết người thì phải làm sao đây mắt thấy chủ tớ tần hoan đã đi xa nên tỷ nữ áo xanh không dám chậm trễ nữa vội vàng gọi gã sai vặt ở tiệm trà giúp nàng nâng lão phu nhân lên, đương nhiên là làm theo lời căn dặn của tần hoan. Quần chúng ăn dưa còn chưa rời đi, có một người nhịn không được nói. Tiểu cô nương này, người thật sự tin lời vừa rồi của cô nương kia nói sao? Phải thận trọng đó. Lời này vừa nói ra lại có một người khác phản đối. Cũng không thể nói như vậy, nhìn tiểu cô nương kia bình tĩnh tự tin như vậy, bấm huyệt cũng cực kỳ chuẩn xác. Có điều gần đây Cẩm Châu Thành lại chưa hề nghe nói có một nữ y trẻ tuổi mới đến nhỉ. Cuộc đối thoại của hai người lập tức khơi dậy lên khả năng tám chuyện của đám người. Chưa từng nghe, bệnh phong này rất kinh khủng. Nếu là nữ y thì cũng phải là người tài năng đỉnh đỉnh biết phương pháp chữa trị. Vậy mà một chút tin tức ta cũng không nghe nói qua, ban nãy lẽ ra phải ngăn nàng lại hỏi cho ra nhé. Mặc dù chưa từng nghe nói có cái gì mà nữ y trẻ tuổi tới Cẩm Châu, Thế nhưng ta cũng đã được nghe một chuyện rất kỳ lạ có liên quan đến việc cứu người. Bỗng nhiên có một nam nhân ăn mặc tương đối cao quý nói chuyện với giọng thần thần bí bí. Vừa nghe lời này, quần chúng ăn dưa vây quanh tỷ nữ ban nãy tất cả đều nhớn mày lên hóng chuyện. Vẻ mặt nam nhân kia hăng hái bừng bừng. Ta nghe nói là ở phía đông tần phủ, cửu tiểu thư nhảy xuống hồ nước không chỉ chết đi sống lại, mà còn cứu sống được một tỷ nữ thắt cổ chết. Hiện tại trong tần phủ mọi người đều nói nàng là hiện thân của Bồ Tát. Trên đời này không có tường nào ngăn được gió lùa, huống chi tần phủ lại có rất nhiều gia đình. Tần Hoan và Phục Linh đã đi được rất xa rồi nên đương nhiên không biết mọi người nghị luận ở phía sau. Trong lòng Phục Linh lo lắng trùng trùng, còn Tần Hoan cũng hơi do dự. Từ nhỏ nàng đã đi theo phụ thân mình học y, sau lại bái sư làm môn hạ của Dược Vương Tôn Hy. Nhưng từ khi đến kinh thành nàng chỉ ở trong khuê phòng, chưa bao giờ có cơ hội thi triển y thuật, vậy mà bây giờ lại cứu người ở ngay giữa phố đông người, không biết rồi có gây ra chuyện phiền toái gì không. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hoan lập tức cảm thấy hổ thẹn. Phụ thân đã nói rồi, hành y cứu người vốn là bổn phận của thầy thuốc, huống chi nàng được sống lại trong thân thể này đã là một kỳ tích, chẳng lẽ nàng lại muốn làm trái lại bản tâm của mình? đột nhiên nhớ đến chuyện ngày trước, trong lòng tần hoan đau xót, nàng quay đầu lại lại bắt gặp ánh mắt ai oán của Phục Linh. Vẻ mặt Phục Linh đau khổ, nói gần như khóc. Tiểu thư, nô tỳ trung thành tận tâm với người như vậy, vậy mà người lại giấu nô tỳ một bí mật lớn đến thế. Nô tỳ thực sự là quá tủi thân rồi. Chương 10, điều tra dừng Trúc Lão gia và phu nhân đều là người kiến thức uyên bác, phu nhân lại yêu thích điều chế hương liệu và dược liệu, người còn điều chế ra dược hoàn có tác dụng xua đuổi ruồi muỗi, cho nên xưa giờ trong nhà chưa bao giờ có ruồi muỗi bay vào. Không ngờ được người lại dạy cho tiểu thư mà tiểu thư còn nhớ kỹ. Tiểu thư nên sớm bộc lộ tài năng, với y thuật lợi hại như vậy chúng ta sẽ không bị người ta coi thường nữa. Từ hôm các nàng xuất phủ đến giờ đã được hai ngày rồi, vậy mà Phục Linh vẫn còn kích động vì y thuật của Tần Hoan. Lúc Tần Hoan được 9 tuổi thì phụ mẫu đều mất, sau đó từ Kinh Thành lăn lộn đến Cẩm Châu. Trong thời gian đó do hoàn cảnh quá thê thảm nên nàng không có cơ hội học tập y thuật, chỉ có duy nhất một khả năng đó là Tần Hoan học y từ trước năm 9 tuổi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại đành phải lấy cớ là học được từ phu thê Tần Giật đã qua đời. Ngày trước Phục Linh cũng đã nói qua, phu thê Tần Giật đều là những người có học thức uyên bác. Nếu đã như vậy thì chuyện dạy y thuật cho Tần Hoan ngay từ nhỏ cũng là chuyện bình thường. Phục Linh lại tín nhiệm Tần Hoan từ tận đáy lòng cho nên dù là thấy có gì không đúng thì cũng vẫn tin tưởng lời Tần Hoan nói. Gió ban mai khẽ thổi, Tần Hoan cùng với Phục Linh lại đi men theo đường nhỏ phía trước Tây Hậu Viện về phía Hồ Sen. Phục Linh nhìn ngó xung quanh phía trước viện. Đã hai ngày nay rồi sao không thấy lão Phu Nhân có động tính gì nhỉ? hôm đó các nàng xuất phủ đương nhiên các vị chủ tử trong nhà đều đã biết, vậy mà hai ngày rồi cũng chẳng có ai ho he gì. Tần Hoan nhăn chán. Lão phu nhân nếu đã không để chúng ta vào trong lòng thì chính là thật sự không thèm quan tâm, chỉ cần chúng ta không gây ra chuyện gì làm hỏng thanh danh của Tần Phủ thì bà ta cũng không thèm quản. Đây chỉ là suy đoán của Tần Hoan, khả năng cao là tưởng thị không muốn tốn công tốn sức vào các nàng. Phục Linh nghe thấy thế cũng cảm thấy có chút đạo lý. Thế càng tốt, chúng ta càng vui vẻ nhàn hạ, chẳng qua thân thể tiểu thư còn chưa tốt, ngày nào cũng đến hồ sen thì không tốt lắm, chỗ này gần nước nên lạnh lắm. Tần Hoan lắc đầu rồi nhìn thoáng qua hướng đông bắc. Ngày đó Cửu tiểu thư ban đầu là đi đến hồ sen, nàng ta làm thế nào lại xuất hiện ở rừng trúc tím? Mặc dù hồ sen khá hẻo lánh, Thế nhưng trời vừa mới tối thì rất có khả năng có đầy tớ đi ngang qua. Cửu tiểu thư không thể bị người ta cưỡng ép bắt đi. Cho nên chỉ có duy nhất một khả năng là chính nàng tự đi qua. Nhưng mà cửu tiểu thư nhát gan, biết rõ rừng trúc có ma mà lại đi đến đó. Tần hoan cau mày, bỗng nhiên Phục Linh chỉ vào bên kia bờ hồ nói. Tiểu thư, người nhìn xem. Tần hoan nhìn sang, thấy bên phía núi giả thấp thoáng bóng mấy người đầy tớ nâng hai cây dương lớn đi về hướng viện phía trước, phía trên dương phủ khăn đỏ, nhìn qua có vẻ như có hỷ sự. Phục Linh lẩm bẩm Hình như đang chuẩn bị lễ vật hỷ sự cho nhà nào rồi. Tần phủ là tam phòng của Trung Dũng Hầu Phủ, dựa vào tên tuổi này cũng được tính là danh gia vọng tộc số 1 số 2 ở thành Cẩm Châu. Vậy mà còn có hỷ sự của gia đình nào khiến họ phải chi mạnh tay cho lễ vật như vậy? Ý nghĩ này chợt lóe lên, tần hoan vỗ vỗ cánh tay Phục Linh còn đang mải suy nghĩ. Em đi lấy cái thảm đến đây. Đứng gần mép nước cũng hơi lạnh, vừa nghe thấy vậy Phục Linh liền quay người định chạy đi, nhưng vừa đi được vài bước lại sợ hãi quay đầu lại nói. Tiểu thư phải đứng đây chờ Phục Linh. Ngàn vạn lần đừng có đi loạn đó. Tần Hoan khẽ cười. Được, tiền quay về thì e nhìn xem dược trà đã ngâm xong chưa phục linh vâng vâng dạ dạ rồi chạy nhanh về ý cười bên môi tần hoan dần tan đi nàng căn bản không mâm dược trà phục linh không tìm thấy dược trà ở đâu thì nàng sẽ kéo dài thêm chốt thời gian tần hoan khẽ hít vào một hơi lấy quyết tâm rồi đi lên con đường về hướng đông bắc tất cả khu vực phía bắc tần phủ đều bỏ hoang tần hoan đi khỏi hồ sen đi theo một con đường nhỏ rụng đầy lá khô không lâu sau đó nàng đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của Trúc, đáy mắt nàng sáng lên sau đó vội vàng đẩy nhanh bước chân. Nàng đã nghiên cứu suốt hai ngày, đúng như Phục Linh nói rừng Trúc này đúng là cấm địa trong phủ, suốt đoạn đường từ lúc bắt đầu đi đến đây thì dọc đường cũng hề thấy dấu vết của con người. Một khi đã như vậy thì ban ngày nàng sẽ đến đây điều tra. Lại đi thêm một lúc, Tần Hoan đi đến lối vào của rừng Trúc tiết trời mới vào đầu thu nên trong rừng trúc vẫn còn xanh mướt, nhưng bởi vì bị biến thành cấm địa, không có ai đến quét dọn nên con đường dẫn vào trong rừng chất đầy lá khô. Tần Hoan dẫm lên lá bước đi, dưới chân phát ra tiếng loạt soạt nhỏ. Theo đường nhỏ đi thẳng vào trong, ánh nắng bị rừng trúc rậm rạp cản bớt, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn chân Tần Hoan tràn lên khắp người. Trong rừng âm u lại yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có lại cộng thêm lá khô chất đống quanh năm càng khiến cho rừng trúc toát lên vẻ âm u rét lạnh. Đừng nói ban đêm, nơi này ngay cả ban ngày cũng làm cho người ta khiếp sợ. Cửu tiểu thư là bị cái gì dụ dỗ mà đi đến đây? Hay là nói, nàng nhìn thấy người hoặc sự việc gì đó kỳ quái, sau đó bị cuốn theo đến đây? Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn xung quanh, con đường đã bị phủ kín bởi lá khô nên gần như không nhìn thấy dấu chân nàng vừa đi ngang qua, mà buổi đêm ngày 21 mưa rất lớn, lại cách thời điểm này khá xa nên có muốn tìm dấu chân để lại cũng quá khó khăn rồi. Trên cẳng chân và đùi nàng đều có vết chảy ra, trên mắt cá chân có dấu món tay, trên cổ có vết bóp, sau này nàng còn phát hiện trên da đầu mình cũng có chỗ chảy máu. Tần Hoan đi đến đoạn giữa rừng trúc rồi ngừng chân, nàng đứng đó rồi chậm chậm nhắm mắt lại. Nếu như cửu tiểu thư sau khi mất đi ý thức mới bị người ta túm mắt cá chân lôi đi, vậy thì miệng vết thương phải cực kỳ ngay ngắn. Nhưng vết thương trên người nàng lại không hoàn toàn như vậy, mặc dù chỉ là bị chảy ra nhưng miệng vết thương không theo quy tắc nào cả, cho nên nhất định là khi cửu tiểu thư bị người ta lôi đi thì vẫn đang vùng vẫy kịch liệt. Mà vết chảy ra đều ở phía đằng trước chân, tức là lúc đó cửu tiểu thư bị kéo úp mặt xuống đất dưới tình huống nào mà cửu tiểu thư bị người ta lôi đi khi đang úp mặt xuống tần hoan đi về phía trước một bước lòng bàn chân bỗng nhiên dẫm lên một đoạn cành cây khô cành trúc dạng ống tròn nên rất dễ làm cho người ta bị trượt chân hô hất tần hoan chợt ngừng lại chắc chắn là cửu tiểu thư đã bị ngã sau đó mới bị người ta tóm lấy như thế chứng tỏ ban đầu nhất định là nàng đang chạy trốn Tần hoan nhăn mày, trong đầu đang tái diễn một cảnh mưu sát. Bỏ chảy, ngợt sắp xuống, bị tóm lấy chân rồi kéo nàng vào sâu bên trong rừng trúc, chuyển sang tóm tóc nàng rồi sau đó mạnh mẽ bóp cổ nàng. Mi tâm tần hoan run rẩy kịch liệt, kẻ giết cửu tiểu thư chắc chắn là một nam nhân. Chỉ có nam nhân mới có thể có sức lực này. Mặc dù mọi người trong phủ có chán ghét hay ghê tởm vị cửu tiểu thư này thì nàng vẫn là chủ tử cho nên cũng sẽ không có ai thật sự muốn giết nàng. Nếu không thì sao nàng có thể sống yên lành ở tần phủ suốt 4 năm? Vậy mà nàng chỉ đi vào rừng trúc sau đó phải bỏ chạy rồi bị giết. Tần Hoan đột nhiên mở to mắt, là cửu tiểu thư đã nhìn thấy cái gì không nên thấy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim Tần Hoan chợt đập mạnh liên hồi, nàng theo bản năng xoay người quét nhìn về bốn phía định tìm kiếm thêm nhiều chứng cứ hơn nữa. Nhưng khi nàng vừa quay người lại thì ở phía sâu bên trong rừng trúc, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân vô thanh vô tức đứng đó. Trong ánh sáng u ám lúc sáng lúc tối của rừng trúc, nam nhân kia mặt mày mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào nàng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.